Cách giảm bớt hôn trầm vọng tưởng. Bài chia sẻ của sư tỷ Diệu Trang, bạn đồng tu cũng là đệ tử của thầy Diệu Nhi. Diệu Nhi thấy hay nên chia sẻ cho quý vị cùng học tập. Còn thấy chúng ta ngày nay nghiệp nặng phước mỏng, tu tập vọng tưởng triền miên, hôn trầm đầy ắp, ví như muốn tu mà làm không có nổi. Nhân đây có một bài chia sẻ của sư tỷ là một trong số những đệ tử xuất sắc của thầy về sự tự kỷ luật của bản thân, tự răn dạy chính mình. Diệu Nhi đọc xong cũng vô cùng cảm phục. Thiết nghĩ mọi người chắc cũng gặp tình trạng chung như thế, nên Diệu Nhi đăng lên đây hòng giúp đỡ mọi người cùng cố gắng. Dưới đây là nguyên văn của chị Diệu Trang. Khi bị vọng tưởng, con tát liên tục vào má mình thật đau, cho khiếp cái tội vọng tưởng này. Hoặc đứng dậy đi tắm cho tỉnh, uống nước và hát làm thơ về bổn tôn, nhưng cũng không kéo dài lâu được. Phần 1. Vun bồi đức hạnh. 1. Tu từ căn bản gốc rễ, cốt tủy là giữ giới thật kỹ. Bỏ tham sân si, ngã mạn, ích kỷ. Khó lắm, nhưng mỗi lần sai, con cảm thấy nóng lồng ngực kinh khủng. Mặc dù sám hối ngay, nhưng vì đó là lời nguyện của con trước bổn tôn của con. 2. Sau nhiều lần mệt quá do khó thở, nên khi làm gì con trụng lại suy nghĩ, đang có ai đó đang ghi lại tội lỗi của mình, nên sợ bị lại và không dám làm nữa. 3. Phải làm tròn bổn phận, làm con, làm vợ, làm mẹ, làm công việc ở trường. Bởi vì khi làm tròn việc gia đình, không còn nhìn việc tu tập của mình là phiền nữa mà ủng hộ, vì thấy thay đổi tốt hơn. 4. Luôn dung hòa, đời và đạo. Trước đây con dành thời gian tu nhiều, ít quan tâm gia đình. 5. Luôn ở trung đạo, không chấp trước, lụy vào pháp nào hơn pháp nào. 6. Thật lòng, cung kính chư Phật Bồ Tát, Thầy, Tổ, biết ơn, người dẫn dắt vào nhóm được gặp Thầy. 7. Cúng dường và bố thí hàng ngày, dâng cơm trắng, nước, bánh trái, rồi đem đồ cúng xong, trì chú hoặc niệm Phật cho chúng sinh dùng, làm hàng ngày trừ khi không có ở nhà. 8. Giờ giờ khắc khắc, đều nguyện vì chúng sinh. 9. Trước khi công phu phát nguyện kỹ, hiện tại và vị lai muốn làm gì. 10. Thành tâm, kiên trì, sắp xếp để không tạp tu. Đặt việc tu tập lên trên đầu là số 1. Tu bất cứ khi nào ở đâu, nghỉ giữa giờ, nghỉ trưa, giờ giải lao. 11. Sám hối toàn bộ tội lỗi trong cuộc đời này và muôn kiếp. Mạnh dạn xin lỗi người nhỏ hơn mình, thấp bé hơn mình. Phần 2. Công phu. Sau khi làm như thế xong, con nguyện vì tất cả chúng sinh mà tụng kinh trì chú lạy Phật, làm việc thiện hàng ngày. Do nghĩ đến sống phải làm gì lợi ích, không thì phí một đời Ngài làm cho người và phụ lòng công ơn dạy dỗ của Thầy. Con nghĩ chúng sinh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, như kinh Địa Tạng đã dạy. Họ không biết trông mong vào thế lực nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên khi nghĩ đến vấn đề đó, con cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm và tình yêu thương thật sự. Vì họ mà công phu nghiêm túc, không được lơ là đối đế. Hằng ngày quỳ trước tượng Phật Bồ Tát, đem hết bổn tâm bày tỏ, cầu mong ước làm lợi ích cho chúng sinh. Sau khi phát nguyện xong, con mời tất cả chúng sinh, bao gồm oan gia trái chủ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con và của chúng sinh, những chúng sinh chưa được làm người, những chúng sinh được làm người nhưng ở hạng bần cùng hạ điện, tật nguyền thiếu sức đuôi điếc, cầm ngọng hoặc bị nghiệp ác ràng buộc, chúng sinh tà chi tà kiến, chưa tin luật nhân quả, chúng sinh chưa được tu tập, chưa được an lạc, tất cả chúng sinh như thế cùng. Trước khi trì chú Lăng Nghiêm, con nguyện Phật Pháp mãi trường tồn để tất cả chúng sinh sau này biết nương nơi giáo lý vi diệu của Phật mà giải thoát. Khi đọc chú, con quán tưởng đến hình tượng Đức Thế Tôn đã vì chúng sinh mà thuyết pháp. Tụng kinh Địa Tạng. Khi quỳ tụng kinh chiêm ngưỡng Ngài Địa Tạng, đầy lòng kính trọng thiết tha. Đến khi xong bộ kinh, con và tất cả chúng sinh xin hồi hướng tất cả cho chúng sinh trong hư không pháp giới. Lễ lạy Ngài Bổn Tôn, con cũng mời tất cả như vậy. Nguyện cho được nhiếp tâm để tất cả chúng sinh được lợi ích,
chúng con làm như sau. Khi bắt đầu lại xuống, con quán tưởng xung quanh con có rất nhiều chúng sinh cùng con đảnh lễ. Khi cúi xuống sát đất, con và chúng sinh đồng thanh niệm to danh hiệu Ngài và quán tưởng đến hình ảnh của Ngài đầy trân trọng. Khi đứng lên, con chiêm ngưỡng hình tượng của Ngài. Nếu lại nhiều, rất dễ vọng tưởng thì sao? Nên khi đang lại, chúng con quán tưởng đến những việc Ngài đã làm, đã dạy trong kinh Địa Tạng và những câu chuyện Thầy kể lại về linh cảm ứng. Nên vừa niệm vừa chiêm ngưỡng, nghĩ đến công đức lớn lao của Ngài, quán tưởng đến việc Ngài đang ở trong địa ngục là nơi trú xứ, nơi mà nghe đến đã sợ, không ai dám nghĩ đến, huống nữa là Ngài thường xuyên ở đó để giáo hóa chúng sinh và cứu vớt chúng sinh được sinh lên trời người. Khi đăng lễ, con cảm nhận đôi mắt của con chiêm ngưỡng thay cho người mù không có cơ hội thấy, để họ cảm nhận được vẻ đẹp của Ngài. Đối với người bị què quặp hoặc đau không lễ lạy được, con nghĩ đến dùng đôi chân của mình để lạy thay cho họ. Đối với chúng sinh chưa có thời gian và điều kiện tu tập, con nguyện tu tập thay họ. Đối với những người chưa được an lạc, nhiều vọng tưởng, con nguyện đem sự an lạc đang có của mình xin chia sẻ với chúng sinh đó, rồi cùng họ đảnh lễ. Vì thế, khi lễ lạy thấy lòng hoan hỷ lạ thường, vì cùng lúc làm nhiều điều mà chúng sinh mong muốn. Lạy chiêm sát. Mỗi lạy, con chiêm ngưỡng kỹ từng vị Phật và cung kính thiết tha, xin cho chúng sinh hết nghiệp chướng, sớm được tu tập, sau đó vừa bạch rõ từng tội vừa lạy, ra giết về ngu si, oán hận bản thân mình tàn nhẫn. Thương họ, nguyện cho họ sớm theo bổn tôn được giải thoát. Sau khi thời khóa xong, con nguyện xin Ngài cho con được đảnh lễ cha mẹ của con trong đời này và lại cả cha mẹ của chúng sinh. Bởi nhiều chúng sinh không có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn và lại ba lạy rồi quy y cho tất cả chúng sinh với Tam Bảo và Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nguyện cho họ mau giải thoát, sớm thành Phật để đỡ nhọc lòng cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trên đây là những việc bé xíu mà con đã ngộ ra trong quá trình tu tập của mình để khắc chế vọng tưởng. Bởi pháp của Thầy ý nghĩa thâm sâu, không biết khi nào con ngộ được hết. Con đã biết vì sao Thầy đã cho chúng con thời gian tự suy nghĩ, nhìn lại chính mình và làm những điều có ý nghĩa. Diệu Trang kính. Ha, 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 ha.